Chiều ngày 29 tháng 3, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, VNPT Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai chương trình Thắp sáng tài năng sư nhãn năm 2024. Năm 2024, chương trình tiếp tục được sản xuất 17 số với 12 số vòng loại, 4 số vòng bán kết và 1 số vòng chung kết. Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2024, thu ghi số đầu tiên Thắp sáng tài năng sứ nhãn là sân chơi truyền hình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo VNPT Hưng Yên tổ chức. Đây là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh thể hiện sự hiểu biết, kiến thức, phát triển kỹ năng sống, có cơ hội khẳng định năng lực, ý chí của lứa tuổi mình, đồng thời góp phần gắn kết tình cảm thầy trò, tôn vinh nghề dạy học.